cuộc sống trẻ trâu đầy những câu chuyện mà chẳng ai muốn nhớ lại hoặc kể ra. Cứ như là mấy tình huống khó xử lúc nào cũng sẵn sàng xảy ra. Lúc đầu thì trông có vẻ rất thuận lợi. Một anh chàng dễ thương ngồi xuống cạnh bạn. Chào người đẹp. Anh ấy bắt chuyện kìa, để xem anh ấy là người như thế nào. Có khi nào chàng là định mệnh của mình? Anh ấy đáng yêu quá. Tối nay em làm gì, muốn cùng đi xem phim không? Vâng ạ, em thích lắm. Thật ra không phải mình đang nói chuyện với bạn đâu. Không, sao mình lại không thấy anh ấy đang đeo tai nghe cơ chứ? Thế hóa ra là mình tự tưởng bở hả? Thất vọng quá đi. Mùa đông là dịp hoàn hảo để trượt băng. Và bây giờ, một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng bước lên sân băng. Hình như không nổi tiếng cho lắm. Cô ấy còn chẳng phải là vận động viên trượt băng. Có vẻ trượt không tự tin lắm đâu. Mà ta không nên cào lên băng như vậy đâu nhỉ? Không! Một vài di chuyển vụng về và... ngã mới đau làm sao? Không sao, kiên trì là quan trọng nhất. Cô gái ơi, phải chăng bạn định tham gia dự bị Olympic hả? Nhưng đôi khi tình huống xấu hổ cũng có ích lợi đó nha. Ví dụ, gặp một anh chàng dễ thương khi va phải anh ấy tại sân băng và đẩy anh ấy ngã xuống. Chắc chắn anh ấy sẽ đỡ bạn lên. Cảm giác này là gì đây? Anh ấy đi mất rồi. Sao mình vụng về thế chứ? Chà, giờ đã có động lực để làm chủ sân băng rồi đây. Gọi huấn luyện viên đi. Cô gái trẻ này cần huấn luyện viên ngay bây giờ. Lộn xộn đúng nghĩa đen. Quần áo vương vãi, bát đĩa bẩn chất đống. Cuộc sống của trẻ trâu dường như quá dễ dàng và vô tư. Bạn bè đang gọi. Các bạn sẽ đến chỗ của mình sau ít phút nữa. Không vấn đề, qua chơi đi. Nếu chúng bạn thấy mình sống bừa bộn như vậy thì ngưỡng lắm. Phải dọn dẹp mớ hỗn độn này ngay lập tức. Làm sao để dọn nhanh mà ít rắc rối nhất đây ta? Phải rồi, cứ quẳng hết vào túi rác là xong. Giờ vứt ở đâu đây? Ngoài cửa sổ. Thế là xong xuôi. Chuẩn. Một giải pháp vừa đơn giản vừa hữu hiệu. Các bạn đã đến rồi. Vừa kịp luôn. Bạn bị làm sao thế? Trông như bị xe rác tông vào người ấy nhỉ? Có vẻ thất bại thảm hại rồi. Cùng đi dạo hẹn hò. Khoảnh khắc tuyệt nhất của tuổi trẻ. Đến lúc phải tạm biệt nhau rồi. Bao giờ cũng thế. Chẳng hiểu sao có ngày lúc này thì bố mẹ mình lại gọi điện. Gọi để bảo mình đi mua đồ nữa chứ. Đi mua sắm khi mặc bộ đồ này thì kỳ cục lắm. Váy dài, giày cao gót và cầm theo cuộn giấy vệ sinh. Trông như thể mình ăn mặc thế này đi hẹn hò vậy. Trời, phải về nhà thôi. Đây chính là quy luật Murphy. Tập thể dục là một thói quen tốt và lành mạnh. Bên cạnh đó, thể thao là xu hướng hot hiện nay. Lối sống lành mạnh các thứ. Đẹp trai quá đi. Bây giờ chỉ cần tìm hiểu xem thiết bị này hoạt động thế nào thôi. Có phải làm như này không ta? Chẳng biết mấy cái tay vĩnh này để làm gì nữa. Không, hình như mình tập sai cách rồi. Đành vậy, mình không thể tập mà không có huấn luyện viên được. Đừng tập nếu bạn không biết cách nha.
ngồi cà phê với bạn bè là cách giết thời gian quá tuyệt. Nói chuyện rôm rã, buôn chuyện và cười thật to. Quẩy đến mực, tự đổ soda vào người luôn. Hoa hậu phối hợp 2020. Ồ, gì thế? Bạn bè đang cười nhạo bạn vụng về. Thanh niên sáng tạo sẽ tìm ra cách thoát khỏi tình huống khó chịu đó. Quấn khăn trải bàn quanh người ấy hả? Sáng tạo đấy. Cứ để họ cười, bạn biết cách thoát ra mà. Và tạo nên bộ trang phục phong cách trong nháy mắt. Rồi cứ thế quẩy tiếp. Bạn bè thấy sợ rồi đấy. Họ không ngờ bạn trơ đến mức này luôn. Cuối cùng cũng được ăn vặt rồi. Mình yêu đồ ăn nhanh. Mong là không có ai bắt mình chia đồ ăn. Bánh burger và coca. Ngon quá, thiên đường. Ôi lại nữa, cậu bạn mình lúc nào cũng thích buôn chuyện. Mong cậu ấy không nhận ra mình ăn mảnh chiếc bánh burger. Trời, chẳng đúng lúc gì cả. Này, đấy là Coca-Cola của mình mà. Nhưng vì trong miệng nhét đầy đồ ăn, bạn không thể nói gì được. À, ngon thật đấy. Lớp học yoga thật yên bình, nhưng không dành cho kiểu con gái như này. Bạn ấy cứ di chuyển và bày trò không ngừng. Ô, thiền định chắc chắn không phải dành cho mình. À chi, cô ấy hắt xì mạnh đến nỗi cả lớp suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Khó mà tìm được thanh niên nào vô tư lự như này trong lớp nữa. Không có ý thức và hòa hợp gì cả. Cuối cùng, họ đành loại bỏ kẻ gây rối ồn ào này khỏi phòng tập yoga bằng mọi cách. Đùa nhau đấy hả? Làm tốt lắm, cộng sự. Lũ nhóc này lúc nào cũng vội vàng. Nhanh lên, túm theo cái áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài. Ngoại trừ việc có một số thứ lạ trong túi của mình. Và tai nghe màu hồng của mình đâu rồi? Chìa khóa xe hơi này là sao? Và bùa chống ma cà rồng gì thế này? Chẳng hiểu gì cả. À, thì ra là thế này. Có vẻ như bạn lấy nhầm áo của người khác trên móc rồi. Chính là thế. Quan trọng là tìm ra kịp lúc. Mình hỏi một câu có được không? Nếu túi bên này có củ tỏi thì túi bên kia có gì? Cọc gỗ hả? Lái xe cùng bạn bè. Thật là vui quá đi. Đi nào. Ui, trong xe có mùi gì vậy? Mình không biết. Bốc mùi quá à. Thế là phải vừa lái xe vừa mở cửa sổ. Nhưng không hiểu sao càng nặng mùi hơn. À, vâng. Có lẽ bạn mình nhận ra rồi. Vì có ai đó đã dẫm phải thứ gì bốc mùi có đúng không? Trước hết, cần tống hết bằng chứng vật chứng này đi. Thế tức là phải chào tạm biệt đôi sneaker rồi. Làm bất cứ điều gì để tránh bị xấu hổ. Sửa soạn để hẹn hò thật là phấn khích. Bạn lo lắng ngoại hình của mình và soi gương mọi góc độ. Mình mặc màu này đẹp đó. Quan trọng nhất là bầu không khí lãng mạn. Hoa này, nến này, rượu vang nữa. Hoàn hảo rồi. Và bước cuối cùng, tắt đèn và thắp nến lên. Chuông cửa đang reo, chắc là giao hàng pizza rồi. Là anh à, ngại quá. Nào, mình ăn cái gì đi nhỉ? Đồ lót là thứ mình không lường trước được. Mình chỉ định buộc lại dây giày và... What? Móc áo con bị tuột rồi. Và vẫn lại xảy ra ở nơi công cộng như mọi khi. Khó mà móc áo lại ngay lúc này lắm. Ngượng quá đi. Cảm giác như cả trung tâm thương mại đóng băng và mọi người nhìn chăm chăm vào mình. Những suy nghĩ này lớn đến nỗi bạn đâm sầm vào người khác mà không nhận ra. Hẳn rồi, trẻ trâu có bao giờ biết cư xử đâu. Nhưng đấy là vì họ đang có vấn đề lớn. Đến giờ thức dậy rồi, mình lười quá đi. Nhưng chuông báo thức đã reo rồi. Rồi rồi, mình thay đồ đây. Áo phông. Áo khoác. Chắc là không quên gì rồi. Tiếp theo là từ từ bò ra ngoài thế giới. Rõ ràng có gì đó sai sai, nhưng bạn quá mệt nên không nhận ra. Bạn vừa đi vừa ngủ. Cái gì thế? Cuối cùng cũng nhận ra, áo phông mặc ngủ ở nhà. Sao nó lại ở đây? Một ác mộng ở ngoài đời thật. Hẳn là vì mình vẫn ngái ngủ rồi.
đừng bận tâm nữa. Bạn có thích những tình huống ngượng ngùng này không? Bạn từng lâm vào trường hợp nào rồi? Kể cho chúng mình nghe trong phần bình luận nha. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè, họ chắc chắn sẽ rất đồng cảm. Hãy bấm nút thích, theo dõi kênh của chúng mình và nhấn nút quả chuông nha.